Chào các em học sinh khối 7 trường Trung học cơ sở Châu Văn An. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em ôn tập học kỳ 2 toán lớp 7. Thì đề gồm có hai phần, phần tự luận và phần trắc nghiệm xung quanh các vấn đề tỷ lệ thức, kỹ tỷ số bằng nhau, tỷ lệ thuận, tỷ lệ nghịch, đa thức một biến, biểu thức đại số và một số dạng hình học. Chúng ta ôn phần trắc nghiệm trước. Giá trị của biểu thức x bằng x bình trừ 3x cộng 1 tại x bằng âm 1 thì chúng ta đều biết là sẽ thay x bằng âm 1 vào hai vị trí có x trong biểu thức này. Thì ta được là âm 1 tất cả bình trừ cho 3 nhân âm 1. Theo thứ tự thực hiện phép chính thì các em sẽ làm lũy thừa trước, tính nhân chia, tất nhiên và cộng trừ thì các em làm từ trái sang phải thì kết quả bằng 5. Cho nên chúng ta sẽ chọn đáp án B. Câu số 2. Bậc của đa thức BX bằng trừ BX cộng 5X bình cộng 6X mũ 3 trừ 7X mũ 4. Thì các em biết là hạng tử có bậc cao nhất ở đây là hạng tử trừ 7X mũ 4. Như vậy bậc của đa thức này là bậc 4. Chọn đáp án D. Xung quanh cái này con còn nói thêm với các em là trừ 7 này là hạng tử gắn liền với cái bậc cao nhất trong đa thức cho nên được gọi là hệ số cao nhất. Còn hệ số tự do là hệ số không đi dưới biến x thì ở đây không có thì hệ số tự do sẽ là không. Và hệ số của x là trừ 4. Hệ số của x bình là cộng 5 và hệ số của x mũ 3 là 6. Chúng ta sẽ qua câu số 3. Biểu thức đại số nào sau đây biểu thị diện tích của hình chữ nhật có chiều dài x cm và chiều rộng là x trừ 3 cm? Thì chúng ta đều biết là diện tích của hình chữ nhật là dài nhân rộng. Cho nên ta chọn đáp án D. Chúng ta qua câu số 4. Đa thức nào sau đây là đa thức một biến? Thì trong đây chúng ta thấy là đáp án đúng là đáp án B, là đa thức có một biến x. Còn những đa thức còn lại thì có hai biến. Câu số 5. Biểu thức đại số biểu thị tích của 8x cộng y và hiệu của x cộng y là thế nào? Thì chúng ta sẽ chọn đáp án B. Đây. X cộng y trong ngoặc nhân x trừ trong ngoặc. Đã qua câu trắc nghiệm số 6. Cho hai tam giác ABC bằng MNB. Nếu có MN bằng 7 thì chúng ta sẽ chọn đáp án đúng nào. Thì các em thấy là MN là hai là cái cạnh được nối bởi hai đỉnh đầu tiên trong cách viết này. Thì MN sẽ bằng với lại AB. Cho nên AB này cũng bằng đoạn AB sẽ bằng 7, thì chọn đáp án B. Câu số 7. Một tam giác cân có số đo góc ở đỉnh bằng 70 độ thì số đo góc ở đáy là bao nhiêu? Thì chúng ta dựa vào hai kiến thức. Kiến thức thứ nhất là tổng số đo ba góc trên tam giác là 180 độ. Và kiến thức thứ hai là hai góc ở đáy của tam giác cân thì bằng nhau. Cho nên lúc đó thì tổng hai góc ở đáy nó sẽ là 180 trừ 70 là bằng 110. Nhưng mà hai góc cho nên chia hai ra thì được là 55 độ. Ta chọn đáp án B. Câu số 8. Thì hãy chọn đáp án đúng nhất ở đây. Thì các em dựa vào cái định lý là cho một tam giác về bất đẳng thức tam giác là cho một tam giác thì một cạnh bao giờ cũng lớn hơn tổng hiệu hai cạnh và nhỏ hơn tổng hai cạnh kia. Cho nên nó giải đoạn đáp án đúng là đáp án D, là cả hai câu B và C đều đúng. Câu số 9. Cho một tam giác vuông hãy chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau. Thì các em biết tam giác vuông thì góc vuông là góc lớn nhất và cạnh huyền là cạnh lớn nhất. Cho nên chúng ta sẽ chọn là đáp án A là cạnh huyền BC.
sẽ lớn hơn cạnh góc vuông AB. Bây giờ chúng ta sẽ thêm qua cái dạng tự luận một cái dạng tìm x, số dạng tìm x y z. Bài đầu tiên, x phần âm 5 bằng y phần 2 và x trừ 2y bằng 18. Đối với bài này thì các em sẽ áp dụng tính giác chỉ tỉ số bằng nhau. Ta ghi lại cái dãy này. Rồi trên tử là x trừ 2y. Thì với mẫu sẽ là mẫu của x trừ 2 nhân mẫu của y. Trên tử này là đồng 18 theo đề bài cho. Và mẫu này chúng ta tính được âm 9. Như vậy là cái tỉ số này bằng âm 2. Bây giờ để tìm x, ta lấy x phần âm 5 bằng âm 2. Thì x sẽ bằng âm 5 nhân âm 2 bằng 10. Và y tương tự như vậy sẽ bằng âm 4. Ta xét qua câu B. Câu B là 4x bằng 9y và 2x trừ 3y bằng 18. Thì chúng ta sẽ dựa vào tính chất của tỷ lệ thức để suy ra tỷ số thích hợp ở đây là x phần 9 bằng y phần 4. Có nghĩa là 4 nhân x này thì các em sẽ rải theo đường chéo x nhân 4, x 4. Và chúng ta ghi lại 2x trừ 3y bằng 18. Sau đó áp dụng tính chất chỉ tỉ số bằng nhau. Thì chúng ta sẽ có là x phần 9 bằng y phần 4 bằng 2x trừ 3y theo đề bài. Và với mẫu sẽ 2 nhân 9 trừ 3 nhân 4. Và 18 phần 6 bằng 3. Để tìm x, ta thì lấy phân số có chữ x bằng 3. Thì ta tìm được x bằng 27. Và y sẽ bằng 12. Chúng ta xét câu C. Thì ở đây là ta có dãy tỉ số gồm 3 tỉ số x phần 12 bằng y phần 16 bằng z phần 15 và x trừ y bằng âm 8. Thì chúng ta cũng áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau. Ta ghi lại dãy tỉ số và trên tử là x trừ y. Thì tương ứng là với mẫu sẽ là x, mẫu của x trừ mẫu của y. 12 trừ cho 16 là bằng âm 8 phần âm 4. X trừ y bằng 58. Vậy chúng ta sẽ tìm được x y giống ở trên. Câu D là một cái tỷ lệ thức. Tìm một cái chữ x trong tỷ lệ thức này thì chúng ta sẽ áp dụng tính chất của tỉ số nhân chéo là 3 nhân x bằng 0,5 nhân 9. 3 nhân x bằng 4,5. Thì x sẽ bằng 4,5 chia 3. Chúng ta tìm được x là bằng 1,5. Lượng dạng này các em nhân chéo nhé. Và xét qua dạng thứ hai là để hưởng ứng phong trào quyên góp sách giáo khoa cũ giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thì ba lớp 7A, 7B, 7C đã quyên góp số sách lần lượt tỷ lệ với 3, 4, 5. Thì tỷ số sách giáo khoa tính số sách của mỗi lớp quyên góp, biết số sách quyên góp của 7C nhiều hơn 7A là 22. Vì các em biết là đây là tính là dạng toán tỷ lệ thuận. Số sách này tỷ lệ thuận với 3, 4, 5. Mà tỷ lệ thuận thì tỷ số của nó không đổi. Cho nên đầu tiên chúng ta sẽ gọi x, y, z là lần lượt là số sách quyên góp của ba lớp này. Các em xem chữ lần lượt nha. Và nếu ấy thì thêm điều kiện là x, y, z thuộc n sao. Thì theo đề chúng ta sẽ có x phần 3 bằng y phần 4 bằng z phần 5. Và số sách 7C hơn 7A là 22, có nghĩa là z trừ x bằng 22. Thì chúng ta áp dụng tính chất chỉ tỉ số bằng nhau. Chúng ta sẽ tính được giống như hồi nãy. X, y, z và đáp số lớp 7A tìm được. Quyên góp được 33 quyển, 7B quyên góp được 44 quyển và 7C quyên góp được 55 quyển. Cách làm giống bài hồi nãy. Chúng ta sẽ qua dạng thứ hai.
là một đội công nhân gồm 20 công nhân dự định hoàn thành công việc trong 30 ngày. Nếu để hoàn thành con đường giảm đi 6 ngày thì đội còn tăng cường bao nhiêu công nhân thêm? Thì ở đây chúng ta tóm tắt là 20 công nhân 30 ngày. Bây giờ hỏi bao nhiêu công nhân để làm giảm đi 6 ngày? Giảm 6 ngày là 30 trừ 6. Và sau đó là còn tăng thêm bao nhiêu người nữa. Đó, thì dựa vào cái tóm tắt này, chúng ta sẽ gọi x là cái số công nhân. Và đầu tiên là chúng ta sẽ tính là nếu giảm 6 ngày thì số ngày hoàn thành cái công việc này là bao nhiêu? Thì sẽ là 30 trừ 6 là 24 ngày. Rồi, sau đó chúng ta gọi x là số công nhân hoàn thành công việc này trong 24 ngày. Thì vì cùng trong một công việc và năng suất của mỗi công nhân như nhau, cho nên số công nhân và số ngày hoàn thành là hai lượng tỷ lệ nghịch. Và ta có tỷ lệ nghịch thì tích không đổi, tích x nhân 24 bằng tích 20 nhân 30. Và từ đó chúng ta tính được x bằng 25. Và số công nhân được tăng thêm sẽ là 25 trừ cho 20 sẽ là 5 người. Chúng ta xét dạng số 3 là dạng cộng trừ đa thức. Các em đầu tiên là sắp xếp AX theo lũy thừa giảm của biến, tìm hệ số cao nhất hệ số tự do và bậc. Thì ở đây chúng ta thấy là AX sẽ được sắp xếp là từ bậc cao đến bậc thấp là giảm dần, bậc 3 đến bậc 2 trừ 2x bình, bậc nhất trừ 2x và cộng 7x và hệ số tự do là trừ 10. Vậy chúng ta thấy là trừ 2x và cộng 7x đều là bậc nhất, ta phải thu gọn nó lại thành là 5x ở đây. Như vậy ta tìm được hệ số cao nhất là 4, hệ số tự do âm 10 và bậc của đa thức này là bậc 3. Các em nhớ là chúng ta sẽ thu gọn nếu có hai trạng tử nào đồng dạng. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần B là tính tổng và tính hiệu. Thì tính tổng thì các em có thể làm dọc hoặc là hàm ngang. Ở đây cô sẽ hướng dẫn cách làm dọc. Thì chúng ta sẽ đặt cái hạng tử có cùng số mũ thẳng hàng với nhau, bậc 3, bậc 2, bậc 1 và bậc 0. Rồi sau đó chúng ta sẽ cộng dọc từ trái sang phải cũng được, từ phải sang trái cũng được. Và các em chú ý cách trình bày. Đó, ta đặt thẳng hàng dấu trừ để nhân cộng cho dễ dàng và dễ nhìn. Đối với phép trừ thì cô sẽ hướng dẫn các em cách cộng với số đối. A trừ A trừ BX thì bằng AX cộng cho âm BX. Cho nên chúng ta sẽ từ đi đặt AX ở trên và âm BX ở dưới. Đây là BX. Âm BX thì phải đổi dấu tất cả các hạng tử. Trừ 4x mũ 3 đổi thành cộng 4x mũ 3. Đổi dấu tất cả luôn. Đổi dấu trừ 7x thành cộng 7x. Cộng 4 thành trừ 4. Rồi cho việc chỉ việc cộng lại thôi. Cộng lại cho không có bị sai. Còn nếu mà các em đặt những phép trừ thì cũng dễ bị thừa sai. Rồi bây giờ câu cuối cùng là tìm nghiệm của AX cộng BX. Thì hồi nãy chúng ta đã tính được AX cộng BX là bằng 2X trừ 6. Cho nên chúng ta sẽ cho cái 2X trừ 6 này bằng 0. Và chúng ta sẽ giải ra tìm x bằng phương pháp chuyển với đổi dấu. Rồi ở đó x là thừa số chưa biết lấy tích chia thừa số đã biết. Thì âm 3 này chính là nghiệm của AX cộng BX.
Ở đây chúng ta thêm một bài nữa là tìm hệ số k của đa thức bx bằng kx trừ 5. Ví dụ đa thức này có nghiệm là 5. Do đa thức này có nghiệm là 5 cho nên cái b5 sẽ bằng 1. Như vậy chúng ta sẽ thế chỗ nào x, chúng ta thế số 5. K nhân 5 trừ 5 bằng 1. Thì dựa vào cái này ta sẽ tính được k. Cách chuyển cái trừ 5 qua đây thành cộng 5. Như là lúc đó k sẽ bằng 5 chia 5 bằng 1. Với k bằng 1 thì bx có nghiệm là 5. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xếp một số dạng hình học. Ở đây bài đầu tiên cô muốn cho các em là cái bài cho tam giác ABC vuông tại A. Tia phân giác của các BAC, các AC tại D. Vẽ DE vuông góc với BC tại E và chứng minh tam giác BAD bằng tam giác BED ở đây. Thì chúng ta thấy là ở đây chúng ta có hai tam giác này có góc vuông BAD bằng BED bằng 90 độ. Rồi có góc ABD bằng góc EBD, do BD là tia phân giác của góc ABC và BD là cạnh huyền chung. Như vậy hai tam giác này sẽ bằng nhau theo trường hợp cạnh huyền góc nhọn. Câu tiếp theo, gọi F là giao điểm của hai đường thẳng AB và ED. Thì chứng minh AF bằng EC. Thì để chứng minh AF bằng EC thì chúng ta sẽ xét cái tam giác có chữ AF là tam giác FAD với lại tam giác CED, tam giác này. Dễ dàng chứng minh được hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp góc cạnh góc. Từ đó chúng ta suy ra được AF bằng EC, cạnh tương ứng. Chúng ta sẽ qua câu C. Ta gọi H là giao điểm của BD với lại FC. Trên tia đối của TDF, TF xuống đây, hai tia đối nhau tạo thành đường thẳng. Lấy điểm K sao cho DF bằng với lại DK. Trên đoạn thẳng CD này, các em lấy Y sao cho DI bằng 1 phần 3 của DC. Rồi, chứng minh 3 điểm KIH thẳng hàng. Thì ở đây chúng ta sẽ chứng minh bằng cách là cho được Y là trọng tâm của tam giác KFC. Thì cái Y là trọng tâm và chứng minh H là trung điểm của FC. Thì KH là đường trung tuyến của tam giác KFC này. Thì đường trung tuyến phải qua trọng tâm Y. Từ đó suy ra ba điểm này thẳng hàng. Rồi chúng ta làm trình tự như sau. Đầu tiên chúng ta xét tam giác BAC với lại tam giác BFE. Ta chứng minh được hai tam giác này sẽ bằng nhau theo trường hợp là góc cạnh góc gồm có góc ABC chung và góc vuông BAC bằng góc BFE bằng 90 độ và BA bằng BE giả thiết do hai tam giác ở trên bằng nhau. Từ đó suy ra tam giác BAC bằng tam giác BFE theo trường hợp góc cạnh góc và suy ra được hai cạnh BF bằng BC. Sau khi được BF bằng BC rồi thì chúng ta sẽ chứng minh hai tam giác sau BHF và BFHC bằng nhau để suy ra được HF bằng HC vì H sẽ là trung điểm của BC. BH là trung điểm BC.
thì suy ra KH sẽ là đường trung tuyến của tam giác KFC. Rồi bây giờ nó sẽ chứng minh Y là trọng tâm của tam giác KFC này bằng cách là CD là đường trung tuyến của tam giác KFC, bởi vì D này là DF bằng với lại DK giả thiết, F bằng DK giả thiết, từ đó suy ra Y thuộc CD và CY bằng 2 phần 3 của CD, tại vì DY là bằng 1 phần 3 DC, DY 1 phần 3 D của DC này. Một trong hai tỉ số này ta đều được. Suy ra Y là trọng tâm của tam giác KFC. Thì ở trên chúng ta đã chứng minh được KH là đường trung tuyến thì phải qua trọng tâm Y. Từ đó suy ra ba điểm K, Y, H này thẳng hàng. Ta sẽ xét thêm một bài toán hình học nữa. Bài toán đó là tam giác ABC cân tại A, vẽ AH vuông góc với BC tại H. Rồi để chứng minh hai tam giác AHB và tam giác AHC chúng ta có hai cách. Cách thứ nhất là theo trường hợp cạnh huyền cạnh góc vuông, ta gọi trình bày gồm các góc vuông cạnh góc vuông chung AH và cạnh huyền AB bằng AC, hoặc trình bày cách thứ hai là đổi AH cạnh chung thành góc B bằng góc C vì tam giác ABC cân tại A, thì ta được là trường hợp cạnh huyền góc nhỏ. Rồi câu B là chứng minh AH là đường trung tuyến của tam giác ABC, thì cái này do hai tam giác ở trên bằng nhau, ta suy ra được HB bằng HC, mà HB bằng HC thì suy ra H là trung điểm của BC, thì AH là đường trung tuyến của tam giác ABC. Rồi câu C để gọi E là giao điểm của trung điểm của AB, CE cắt AH tại Y, chứng minh hai lần AH cộng CE lớn hơn AB. Thì đối với câu này chúng ta sẽ dựa vào hai kiến thức. Kiến thức thứ nhất là trọng tâm của tam giác, và kiến thức thứ hai là trong một tam giác thì tổng hai cạnh bao giờ cũng lớn hơn cạnh còn lại, có nghĩa là bất đơn thức tam giác. Để chúng ta sẽ xét cái tam giác ABC có AH là đường trung tuyến, CE cũng là đường trung tuyến luôn, và hai đường trung tuyến này cắt nhau tại Y, cho nên chúng ta sẽ suy ra được Y là trọng tâm của tam giác ABC và AI từ trọng tâm đến đỉnh sẽ bằng 2 phần 3 của AH, CI cũng bằng 2 phần 3 của CE. Rồi. Rồi sau đó chúng ta xét tam giác AIC thì dựa vào bất đơn thức tam giác thì chúng ta sẽ suy ra được là tổng AI cộng CI lớn hơn AC, mà AC lại bằng với AB ở trên này, cho nên chỗ này chúng ta chúng ta thay thế AB. Còn AI thì chúng thay là ta thấy là 2 phần 3 của AH, CI bằng 2 phần 3 của CE. Đó. Rồi sau đó chúng ta sẽ đặt 2 phần 3 làm tử số chung, rồi nhân cả hai vế này cho 3 thì các em sẽ được là 2 lần AH cộng CE lớn hơn 3 lần AB. Cô chỉ hướng dẫn cho các em một số bài toán cơ bản. Rồi các em trong lớp thì nghe các thầy cô ôn thêm một số dạng của học kỳ 2 nữa nhé. Chúc các em thi thật tốt và nhiều sức khỏe. Chào tạm biệt các em.